bán lẻ Sony giá rẻ số 1 tại Hà Nội với giá trị từ 1.990.000 đồng. Xin chào các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chuyên mục trả lời comment mùa thứ 2 trên Mango TV. Không giới thiệu anh nữa. Hôm nay chúng ta có một soái ca áo trắng sáng nay vừa đi đám cưới về. Mới 19 tuổi nhưng mà đã cưới vợ rồi các bạn ạ. À, hôm nay là sinh nhật của Halep. Các bạn có câu chúc mừng sinh nhật thì đặc biệt gửi Halep thì các bạn comment nha. Ví dụ là chúc chị bất lép, bất lõm gì đấy thì bạn comment nhiệt tình vào nhá. Cảm ơn các bạn trước đi. Thế sao biết ta? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cả số trả lời comment trên bảng iPhone và iPad ngày hôm nay nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Kiếp KFS. Kiếp cà phê. Hiểu tiếng Anh, anh hiểu tiếng Anh. Cà phê viết liền với từ kiếp, kiếp tiếng Việt đây, kiếp cà phê. Kiếp. Câu hỏi của bạn đó là hàng động. Cho em hỏi, điện thoại của em sạc từ 24 giờ đến 6 giờ sáng mà không đầy pin là bị như thế nào ạ? Cái này thì mình nghĩ là khả năng do cái sạc cáp của bạn ấy, bạn thay thử mình một cái củ sạc với cả cái dây sạc khác xem sao, xem còn bị nữa không. Nếu như mà vẫn bị thì có thể là do cái rách cái cổng sạc này hoặc là do pin của bạn có vấn đề, thì cái này thì bạn phải mang ra cửa hàng để kiểm tra thôi, chứ không có cách nào nữa cả. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Minh Võ. Cho em hỏi là máy nào dùng chip 820 rẻ nhất ạ? LG G5 khoảng gần 4 triệu. Câu hỏi của bạn Phương Minh. Nên chọn 5S Lock hay là Xiaomi 4 vậy hả anh? Thực ra nếu bản thân mình thì mình thích iPhone 5S hơn. Tuy nhiên đây lại phiên bản Lock, mà hiện tại Zenfone version 2 vẫn chưa có, vẫn chưa fix được hết tất cả lỗi trên máy Lock, nên mình hơi lăn tăn vấn đề này. Thế nên là nếu như bạn lo lắng về cái vấn đề iPhone Lock ấy, thì bạn sử dụng Xiaomi Mi 4. Còn nếu không thì bạn đợi một thời gian nữa, đợi khi mà Zenfone version 2 xem có fix được hết tất cả lỗi không thì bạn mua máy Lock. Câu hỏi tiếp theo của bạn Việt Trần. Anh ơi cho em hỏi con 5S của em, iPhone 5S của em bị sọc mờ màn hình là bị gì vậy ạ? Nó hiện rõ nhất là lúc đang cắm sạc, còn vào các ứng dụng thì lại không làm sao. Em đã restore lại máy nhưng vẫn bị. Cái này có thể là do quá trình sử dụng bạn làm rơi này, hoặc là bạn để nước nó vào này chẳng hạn, thế thì khiến cho máy của bạn bị cái đấy gọi là cái sọc màn hình. Thì cái này thì bạn restore lại máy mà vẫn bị thì cái này chỉ có thể thay màn hình thôi, chứ không có cách nào để khắc phục được cả. Câu hỏi của bạn Quang Kiều. Anh ơi cho em hỏi bây giờ đến từ bây giờ đến Tết em mua iPhone 5S Lock của Mango thì ship đến Thanh Hóa và mua online bằng cách nào? Mình sẽ cho bạn số điện thoại của bộ phận bán hàng online nhé, thì các bạn ấy sẽ tư vấn chính xác nhất cho bạn. Bạn gọi điện trực tiếp vào số điện thoại là 0982351080 thì các bạn chăm sóc khách hàng online, các bạn sẽ hướng dẫn các bạn mua hàng online và cách ship máy về nhà như nào, cách chính xác và rõ ràng nhất nhé. Câu hỏi của bạn Tân Mini Vlog. Anh ơi, smartphone nào Tết không giảm giá em định mua vào thời điểm này nhưng sợ Tết giảm. Khó thật. Bây giờ bạn mua hàng chính hãng ấy, ví dụ như iPhone 8 Plus đấy, thì nó giảm giá thì nó sẽ giảm ít hơn, nhưng mà đa phần từ giờ đến Tết thì nào máy cũng sẽ giảm giá cả. Bởi vì Tết là cái lúc mà quan trọng, cái gọi là cái thời điểm thích hợp để mình kích cầu mà. Nhiều người có mong muốn mua nên là thể nào sẽ giảm giá, nên hơi khó để mà máy nào không giảm lắm. Câu hỏi của bạn Thành Nam Nguyễn. Cảm biến ánh sáng của iPhone 6S hư thì có sửa được không ạ? Có bạn nhá, bạn cứ mang qua cửa hàng di động Mango thì các bạn kỹ thuật sẽ sửa giúp bạn. Câu hỏi của bạn Sang Hoàng. Anh ơi em xài iPhone 6S, em tính dán ra. Em tính dán ra iPhone mà sợ tới lúc em tháo ra nó bị chóc sơn, như vậy thì có bị làm sao không ạ? Thì nó bị chóc sơn. Thực ra thì iPhone 6S ấy, nếu mà bạn không dán thì nó để nó cái mặt lưng ấy, mặt nhôm ấy nó tiếp xúc với cả không khí bị oxy hóa ấy, thì nó sẽ bị chóc sơn thôi. Thì mình nghĩ là bạn dán cho đẹp cũng được, còn không thì bạn để đấy thì nó cũng như vậy mà. Câu hỏi của bạn Tập Sống Khác. Anh ơi set 3V cho Liên Quân mắc setting được không ạ? Có mắc setting được. Câu hỏi của bạn Nhân Long. Em hỏi hộ bạn. Tầm giá 1,5 triệu thì có máy nào chơi Liên Quân màn hình từ 5 inch trở lên và pin trâu không ạ? 1,5 triệu màn hình 5 inch. Nhưng bạn ấy bảo là không thêm đâu nhá, tức là chỉ đúng 1,5 triệu thôi. Bạn có thể lựa chọn Asus Zenfone 2 Laser. Tuy nhiên thì con này cũng không phải pin trâu lắm. Hoặc là VKS Mobile M10. Còn hai máy này thì pin không phải trâu lắm, cũng vừa gọi chơi được Liên Quân. Còn đấy, chỉ có hai máy đấy là màn to thôi. Câu hỏi của bạn thằng ngu thế kỷ 21. Người yêu Hà đúng không? Người yêu Hà Lép. Theo anh đầu bếp. Em nên bán thận trái hay thận phải để mua iPhone X?
Đúng là người yêu Hà Lép, một khác hỏi, thế em hỏi. Bạn bán thận nào cũng được, tùy bạn. Bạn hay đi đáy bên trái hay đáy bên phải, bạn bán cái thận ngược lại. Không bán cả hai cũng được, sau khi mua xong thì... cũng được. Đưa phải đi vệ sinh. Câu hỏi của bạn Tiến Hoàng, iPhone Lock làm sao có thể cập nhật từ 10.0.3 lên iOS 11 trong thời điểm này hả anh? Thì cập nhật thì bạn cứ vào phần cập nhật phần mềm trong cài đặt thôi. Tuy nhiên thì máy lock thì không nên cập nhật nhá. Cập nhật bây giờ mà SIM ghép bị khóa, bị fix mất thì bạn không thể sử dụng iPhone Lock mà fix hết cả các lỗi như ngày xưa nữa. Nên tốt nhất thì nếu bạn đang sử dụng bình thường thì bạn nên ở lại 10.0.3. Câu hỏi của bạn Hiệp Văn 290269. Nhờ 69. Cho em hỏi là có điện thoại nào chơi đơn quân mà giá dưới 2 triệu không ạ? Nhiều lắm. Sony Z3C này, iPhone 5S Lock này, Asus iPhone 2 Laser khoảng 1,5 triệu, iPhone 5C cũng khoảng 1,5 triệu đó. Còn hai cái máy 5S Lock với Z3C là khoảng 2 triệu. Câu hỏi của bạn Yuki Vito, cái này là câu hỏi, cái này là lời thông cảm, không không phải lời thông cảm đâu. Lên gọi là một cái tội là tại bố mẹ sinh ra đã rồi. Nghe anh mình kêu chị lên nữa nha, anh mình kêu chị lên nữa nha. Cảm ơn bạn nha, gặp sân đà. Nhân tiện hôm nay sinh nhật thì Hà Lép thì chúng ta hãy cùng chúc mừng chúc mừng sinh nhật, chúc Hà Lép mau hết lép con ơi. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau trả lời hết những câu hỏi trong chương một trả lời comment ngày hôm nay. Các bạn bất cứ câu hỏi gì nhớ comment nhé. Và chúc mừng sinh nhật Hà Lép thì comment nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.